Tôi tên là Thùy, sinh viên năm 2 của khoa công nghệ đa phương tiện. Thanh xuân của tôi gắn liền với Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông và với nó. Hương, bạn thân của tôi. Tình bạn của chúng tôi đang rất là đẹp, thì tự dưng Hương có người yêu và tên đó là Hoàng. Cứ có cảm giác như mình mất bạn vậy. Tai hại nhất là có một hôm giữa tôi và Hương đã xảy ra hiểu lầm, chỉ vì cái tên Hoàng đó quá quan tâm đến Hương. Xin lỗi, tao đến muộn. Nhanh lên vào đi. Đi vệ sinh chút đã nhé. Đi đi. Không lẽ hai người này hẹn hò lấn đút sau lưng mình ư? Bạn đi đâu rồi? Sao nó không nghe máy nhỏ? Có chuyện gì rồi à? Và từ ngày hôm đó, nó bơ tôi luôn, không chơi cùng tôi nữa. Nó có thêm một cô bạn mới. Tao muốn nói chuyện riêng với mày. Tao với mày còn chuyện gì để nói với nhau nữa? Làm sao thế? Có chuyện gì à? Mày có chuyện gì giấu tao không? Mày với Hoàng có chuyện gì? Không có chuyện gì cả. Vậy mày với Hoàng hẹn nhau làm gì? Mày không tin thì đọc tin nhắn đi. Xin lỗi, tao đã hiểu lầm mày. Không sao đâu, tụi mình vẫn là bạn mà. Mình xí xóa nha.